Chào buổi trưa tất cả mọi người. Đây là tin tức của Đài Mỹ, Đài CBS Morning News, NBC News, ABC News. Mình tên là Eddie Nguyễn. Sẽ dịch cho mọi người nghe tin tức trực tiếp từ Đài Mỹ. Họ nói cái gì thì dịch cái đó ha. À, đi nhanh khoảng chừng 1.000 mau một giờ. bắt đầu bay ra ngoài trái đất trở thành Mark II. đã bay qua cái vòng tròn, bắt đầu ra ngoài trái đất. Đây là khi bay cao như vậy, bắt đầu ra khỏi trái đất, thì nhìn thấy trái đất càng ngày càng xa, rồi thấy ở ngoài không gian. Đây là một cảm giác rất là quái lạ khi đi ra ngoài trái đất như vậy. Rồi sau khi đó bay ra bên ngoài này là cái máy của cái máy bay ngừng lại không có ở bay nữa ra ngoài không gian là tự bay There we go. Họ đã ra ngoài không gian rồi đó. Tự chế dưới trái đất và bay một cái chẹt một cái ra, ra không gian giống như trò chơi gì đó. Cái này là cái khu lần này đó là đi những người này là những người dân bình thường chứ không phải phi hành gia được ra ngoài không gian. Đó là tất cả những người ngồi trên máy bay này là được kêu là không cần xích beo nữa, có thể đi vòng vòng để xem. Ra, mọi người thấy là họ bây giờ là lơ lửng rồi đó ai cũng bay chứ không có còn mà à, đi đứng gì được cái chân đó ra khỏi không gian rồi <laughs> ai cũng đi trồng ra nhìn ngay cái cửa <laughs> chỗ đó để nhìn ra bên ngoài chân ạ Uhm, đây là họ cảm giác được khi ra ngoài trái đất như thế nào khi bay ra như vậy rồi nhìn vô bên trong đó à, cao khoảng chừng à, à, 289 à, à, ngàn feet nó nằm ở trên trời đó À, mấy người này bay ra như vậy là trở thành là phi hành gia rồi đó à, mọi người biết cái, cái câu mà theo của những người mà phi hành gia họ nói đi ra ngoài khỏi trái đất đó nó dễ dàng hơn có nghĩa là bay ra khỏi trái đất một cái là xong nó dễ hơn là đi xuống dưới biển tại xuống dưới biển cái sức ép của dưới biển đó nó dữ tợn hơn là ở ra ngoài không gian đó mấy người này là ngày hôm nay trở thành là phi hành gia. There we go, trở thành phi hành gia ha. Còn đây là của đài ABC báo cho chúng ta biết thêm tin buổi sáng ngày hôm nay. Vào But... buổi sáng ngày hôm nay, ông Tổng thống Joe Biden tới Utah được an toàn. Ông tới đây dự cái lễ của những người, người mà cựu chiến binh. Just Trước khi vài tiếng đồng hồ, ông Joe Biden tới ở bên Utah, thì theo FBI báo cho biết là đã bắn chết một người của trong nhà ở đây. Ông này là đe dọa đội uh, kêu bằng ám sát ông Joe Biden. Theo của chính phủ báo cho biết, ông Greg này là 75 tuổi ông đưa bỏ lên trên internet đe dọa ông tổng thống Joe Biden. Một trong những cái mà ông post lên trên internet, ông nói là tôi nghe ông Joe Biden tới Utah. Tôi lấy cái bộ đồ hồn mà của lính cũ hồi xưa ra, lao chùi lại, rồi lấy súng cũng lao chùi đó là cái loại mà súng mà bắn tỉa đó là M24. và uh, chào mừng uh, ông uh, ông sếp tàu lao tới đó là kêu ông châu vài theo của nhà chức trách xem trong nhà ông ta thì đây là súng ống của trong nhà ông đó trong nhà ông rất là nhiều súng ống ông gắn ông để treo trên tường ở gara đầy hết trơn đó và cả luôn ổng tập vật mà đi đi bắn làm giống như trong mấy cái phim, rồi mấy cái mấy người lính mà hồi xưa vậy đó à, chầm đầu chầm cổ giống như trong phim sniper đó ông này chơi giống y hệt như vậy đó there we go à đây là ổng bận đồ cái kiểu giống như mà cho đừng nhìn thấy ổng lại và cầm súng nữa và ổng cũng đưa ra nói là nhiều cái ổng định tấn công giết chết ông Joe Biden. Theo FBI điều tra cũng dính dám ổng đội giết bà phó tổng thống Hoa Kỳ nữa. Và thêm một số người của những người trong đảng Cộng Hòa giống như từ thống đốc bên Florida cũng bị đe dọa. Cả luôn những cái người mà điều tra về ông Trump thì đều ổng đe dọa những người đó. Liên tiếp gần mấy tháng trời FBI điều tra. Ngày hôm qua, FBI đã tấn công vô nhà ông ta. Đây là một trong những cái đó là ông Joe Biden đang tới bên Utah. Rồi ông ta post lên trên internet là ông ta lấy đồ nghề ra lao chùi sửa soạn tấn công đó là ông phấu phấu là ngay cái chỗ social media cái chỗ của ông Trump đó ông Trump cũng có cái website riêng đó là tên là True Nation thì ông này, ông phấu lên ngay chỗ đó của ông Trump đó à, và ông Trump cũng không nói gì hết phấu kiểu như về lên trên anh cái chỗ True Nation của ông Trump thì không khác nào là nói ông đang sửa soạn đồ nghề để mà À, làm sát thủ để giết ông Joe Biden thì đây là của Đài báo cho chúng ta biết. Bà này là ở bên Orlando, Florida. Bà đã được chọn làm thành công tố viên đến ngày hôm nay bà đưa lên bà báo cho biết. Ông Ron ngày hôm nay là đưa ra nói tạm kêu bằng đình chức bà. Bà nói là ông DeSantis, ông thống đốc bên Florida làm giống như một người độc quyền. Bà nói bà là cái người mà đã được người dân chọn uh, trở thành uh, công tố viên ở bên Florida. Đây là một cái người mà độc quyền nhưng mà người độc quyền này yếu xìu đòi chống lại bả chặn lại không cho bả làm việc không cho bả làm cho người dân và cái ông này không có làm gì được và cũng không thay đổi gì về hết trơn đó Đây là ông thống đốc bên Florida, ông nói ông định chức bà này đó là tại vì bà làm không có đâu ra đâu về công việc của bà. Bà ta đang bị uh, chỉ trách uh, về cái chuyện mà một cái người mà có record rất là xấu và đã bắn hai người cảnh sát và cái người này đã được bảo lãnh ra ngoài, đóng tiền phạt và bảo lãnh đó. bà nói cho biết về cái chuyện cái người mà được bảo lãnh ra hay không như thế nào đó là ạn thua tòa án họ quyết định đưa ra right. về cái chuyện một người mà không cứ biết làm xấu làm tốt làm cái gì đó không cần biết họ có quyền được bảo lãnh ra khỏi tù right. governor... đó là theo cái lực lệ của hoa kỳ là bất cứ người nào cũng có thể được quyền bảo lãnh ra khỏi tù khi mà đang xử thì mình không có cần ngồi trong tù nếu mà mình được bảo lãnh thì cái số tiền bao nhiêu bao nhiêu thì tùy theo cái tội đó thì nếu vậy thì mình được quyền bảo lãnh ra khỏi tù theo ông thống đốc bên florida và cảnh sát ở ngay đó thì không có đồng ý những gì mà bảo làm nói là bả quá nhẹ nhàng, dễ dãi với những người mà phạm tội. Ông Ronald ông nói đây là cái công tố viên này đó là làm, làm lợi dụng cái quyền chức của mình và làm dễ dãi cho những người khác. Làm không có đúng nhiều cái lực lệ ở bên Florida. làm như vậy thì là những gì mà bà tiên thể bà làm cho bên Florida thì không có đúng cho nên bà mấy bị đuổi đó. Kêu bằng tạm thời đình chức của bà. À, bà này đó là có 66% phần trăm người ta bầu bà hồi lúc trước làm ở bên Florida. Bà nói rõ ràng là từ hồi lúc bà lên làm chức công tố viên ở bên Florida về cái chuyện mà crime ở trong thành phố Florida trộm cướp quậy phá thì nó được giảm xuống ở bên Orlando Florida từ lúc bà làm tới bây giờ tất cả những crime thì nó giảm xuống là 10% về cái chuyện mà nổ súng ở bên Florida nằm ở Orlando thì cũng được giảm xuống là 30% từ lúc bà lên làm tới bây giờ. Bà này là cái bà thứ nhì, cái người mà của đảng Dân Chủ ở bên Florida bị kêu bằng đình chức công việc của bà. Đó là ông thống đốc bên Florida, ông đã đình chức một người hồi lúc trước rồi. Đây là ông Andrew Moore cũng bị đuổi hồi lúc trước. Đó là nói đuổi ông này, chiêu nói là ông này không có chịu đưa ra về cái mà nói là không cho người ta phá thai bao nhiêu tầng, bao nhiêu tầng đó. Thì ông này, ông nói cái chuyện đó, ông không thể nào làm giống như theo ý của ông thống đốc được. Cho nên thống đốc một ba đuổi ổng. Trong lúc này đó là tòa án đưa ra nói là phải cho ông này lợi công việc làm đó. Ok, đây là của uh, đài uh, ABC báo cho anh biết. Còn đây là của đài mbc báo cho chúng ta biết tình ngày hôm nay. Đây có rất là nhiều người dân ở New York. Họ đang đứng ra biểu tình. Đang họ bực bội nhiều chuyện xảy ra họ đi ra họ biểu tình họ nói lên như vậy họ không muốn là ở bên new york lập lên à, kêu bằng ten city những cái thành phố bằng liều đó là họ đứng ra biểu tình họ không muốn là cái chỗ này xây lên liều như vậy liên tiếp ở bên New York có rất là nhiều người di cư được đưa tới đây. Mỗi tuần càng ngày càng nhiều. Cái chỗ mà lập lên điều đó có thể chứa uh, gần cả ngàn người. Đó là cho những người uh, nam thôi. Um, theo những cái người dân đây nói là à những người phụ nữ và trẻ em thì còn chứa được ở chỗ này ngay bây giờ lại dựng liều lên thêm nữa chứa cho những người đàn ông thì cái này quá nhiều đó giống như cái ông này ông như ông cầm cái bảng đó để note city thì đó đó là những người dân cũng đang lo ngại ở ngay trường mẫu giáo gần đó thì lại xây lên nguyên cái chỗ mà để chứa những cái người di cư và cũng gần ngay cái chỗ mà cho dưỡng lão đó thì cũng chứa những người di cư ở bên đó. À, đài hỏi ông này đối với ông thì ông lo ngại về chuyện này như thế nào? Ông nói à, đây là cái chỗ, cái chỗ mà họ dựng lên cái liều thì nó không có đúng. đó là họ dựng lên nguyên cái chỗ để chứa một ngàn người um, đàn ông ở chỗ này cái liều đó. ở đây là dựng lên cho những người đó ở chỗ này vậy thôi, không có shopping, không có cái gì chân đó cho những người đó làm gì hết, chỉ ở trong liều chỗ này. còn thêm một cái chỗ khác ở bên new york nữa cũng lập lên liệu như vậy ở ngay cái chỗ là tên là randall island chỗ đó lập lên để chứa khoảng chừng 2.000 người đàn ông à, của những người di cư tới à, có bốn cái chỗ mà sân chơi đá banh thì đã lập liều lên để chứa người và còn cộng thêm trường học nữa cũng đưa ra để chứa người trong lúc này có một số cha mẹ học sinh cả luôn giáo viên cũng đang rất là bực bội về chuyện này trong lúc này new york đang đối mặt số người tới càng ngày càng nhiều họ đang kiếm cách làm sao để mà chứa cả ngàn người di cư tới liên tục như vậy trong lúc này là càng ngày càng nhiều thêm đó mỗi ngày có đông người tới new york nói cho biết là bên chính phủ nói là ngay bây giờ là rất là sót à, số người tới càng ngày càng nhiều đối với người dân ở đây cũng vậy có rất là nhiều người nằm ngủ lang thang trên đường để đợi để có chỗ vô trong đó ở đó là ngay cái chỗ hotel ở bên manhattan nằm dài bên đó ông thống đốc của bên new york đưa ra nói cho biết ngày hôm nay hay là trở thành quá nhiều người rồi nhiều hơn, hơn những cái gì nói lúc trước theo của ông thống đốc nói cho biết cái số người di cư tới ấy làm cho ở bên New York phải bỏ ra khoảng chừng 12 billion dollars. Đó là trong 3 năm kế tiếp. Đó là khoảng chừng 10% của trong số tiền ở bên New York. Trong lúc này New York đang kêu Washington giúp đỡ. Họ kêu chính phủ bên Washington phải làm sao giúp đỡ để mà những người di cư này đi tới đó đừng có đưa tới New York không đưa tới những tiểu bang khác nữa chứ ngay bây giờ đưa tới New York hoài thì biết không có chỗ nào để chứa cho nó ngay lúc này the the border, so... um, theo ông thống ông thị trưởng ở bên New York nói là cần chính phủ ở bên Washington phải làm sao họ ờ, kiếm cách để mà giải quyết về cái chuyện những người ở ngay biên giới giữa mỹ và mỹ người ta tới đó và nhiều chỗ trên hoa kỳ nhiều thành phố thì cũng đang chứa rất là nhiều người và những cái thành phố phải làm sao làm nhiệm vụ của họ để mà lập liều lên để mà chứa những người di cư chứ trong lúc này đó là quá nhiều đi cho nên không có thể nào chứa được ở bên New York không. Ngày hôm nay là chính quyền của ông Joe Biden đưa ra nói về chuyện này. Nói cho đài NBC News biết họ đưa tới New York khoảng chừng 140 million đô la và đưa lên cái số tiền cũng nhiều và nhiều hơn tất cả những thành phố dọc dài ở ngay biên giới. Hiện tại ngay lúc này thì, thì của chính phủ cũng đưa người tới bên New York để coi kiểm soát để làm sao để mà có thể chứa thêm người hay tính như thế nào đó về những cái người di cư tới liên tục như vậy. Trong lúc này, những tiểu bang khác ở trên Hoa Kỳ cũng đang kêu gọi chính quyền ông Joe Biden nên làm nhiều thêm nữa. Bây giờ đó, mỗi ngày điều số người di cư tới càng ngày bắt đầu nó tăng lên chút 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 chút. Theo ở Massachusetts, ngày hôm nay, chính phủ bên đây đưa ra nói, ngày hôm nay tôi hay được báo cho biết đó là tình trạng khẩn cấp ở bên Massachusetts. Đó là tại vì cái số người ở trong những cái chỗ homeless shelter ở bên Massachusetts đang tăng lên là 80%. Trong lúc này, ở bên Massachusetts, cái số người mà tới homeless đó nó nhiều nhiều hơn từ trước tới giờ chưa từng thấy. Trở lại New York, đây là cái chỗ mà họ đang xây liệu lên, nói là cho những người di cư ở. Còn khoảng cả tuần nữa thì mới mở lên cái chỗ này. Trong lúc này, thành phố bên New York cũng đang kiếm nhiều chỗ khác để coi chỗ nào được để dựng liệu lên để cho những người di cư vô đó ở. Có nhiều người sống ở đây thì họ không muốn những người di cư tới gần cái chỗ họ ở quá, không gần ở nhà của họ. Ở cái chỗ này đó, ông này nói là không có subway, không có 24 tiếng đồng hồ, cái vận chuyển gì cả ở đây là cái chỗ vắng tanh như vậy mà lại đưa người di cư tới đông nghẹt như vậy đó thì thấy không có khá cho lắm đó còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin buổi sáng ngày hôm nay oh, on đây là của đài MBC News báo cho chúng ta biết về chuyện này take a look at this these are tough days in China for many who are young trong lúc này thì ở bên Trung Quốc cũng đang gặp rất là khó khăn. Những người trẻ bên Trung Quốc trong lúc này đi kiếm việc làm, nhưng mà kiếm hoài mà cũng không có việc nào để làm cho lắm. Chỗ này là cái chỗ mà lập lên để nhận người job fair giống như Hoa Kỳ gì đó. Đây là ở bên Beijing đa số những cái công việc này đó là buôn bán hàng và bán bảo hiểm. Theo anh này nói, năm nay những công việc mà họ đưa ra đó rất là khó khăn để mà đi làm. Đây là anh này tên là John Bow, anh ta là 22 tuổi. Anh ta mới vừa ra trường ở đại học. anh ta cũng là một trong 11 triệu người ở bên Trung Quốc mới vừa được ra trường. Ở đây là cái số người ra trường rất là nhiều và thất nghiệp cũng rất là nhiều. Vào tháng 6 đây là có 21.3% à, cái số người thất nghiệp của trong năm nay. một trong năm người, những người trẻ của bên Trung Quốc từ 16 tới 24 tuổi. Đó tính ra là nói là những người mà thất nghiệp đó, ở bên Trung Quốc thì nó càng ngày nó càng tăng lên. Ngay bây giờ thì nó càng tăng càng nhiều thêm nữa. À, anh này là đang đi kiếm công việc làm đã 4 tháng trời rồi. Anh ta nói hiện tại là kiếm kiếm chứ không có khá gì chân á. Và tôi cũng không biết nói làm sao. Những công việc ở đây thì kiếm hoài không có. Tôi vẫn kiếm tiếp tục đó. Anh ta đã ra trường, à, nhưng mà ra trường đại học đó. Mà không có công ăn việc làm kiếm hoài không ra. The có nhiều người trẻ là lên trên online nói chuyện rất là nhiều và cũng đi tới những cái chùa. Họ đi tới chùa đây, đó là họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện để cho được hơn, để có công ăn việc làm. To trip .com, a travel... Theo của Trip.com nói cho biết, đó là cái chỗ chuyên môn bút uh, du lịch năm nay về những chuyến đi mà đi vô chùa thì nó tăng lên là 360% trong năm nay. À, phân nửa số người đi vô chùa đó là những người mà sanh sau khi 1990. À, cô này nói tôi đi chùa để cầu nguyện cầu nguyện để được hơn để mà có công ăn việc làm à cô ta nói ở trong trường học đó người ta ra trường rất là nhiều cũng làm cho rất là khó khăn để mà kiếm công việc làm ai cũng mập mệt mỏi hết học tốn tiền rất là nhiều sau khi đó ra trường rồi thì lại không có công ăn việc làm về công việc làm ở đây thì nó thiếu rất là nhiều không phải nói về cái con số không những cái công việc mà đưa ra mà tưởng tượng đó thì nhiều nhưng mà thật sự đó thì không bao nhiêu đây là những người ăn học cho nhiều rồi kết cục thì nó nằm kẹt trong cái dòng mà không có công an việc làm giống như mà họ ăn học rồi ra trường thì giống như không có gì đó đi xin việc làm cũng không có được tới đâu trả lại cái chỗ mà đang xin việc làm cái chỗ phe chỗ này đây là bà Pai là cái người mà nhận những nhân viên vô làm bà nói về cái chuyện mà nhận người vô như thế nào ra làm sao bà nói giống như những người mà có tai nghề đó thì đưa ra thì tai nghề nó khác và những gì mà họ cần là khác. Giống như bà cũng nhận người làm cho cái hãng mà chuyên môn dọn đồ, có nghĩa là người khiên đồ thôi. Đây không phải những người trẻ bị cảm thấy là ảnh hưởng về chuyện này không đó là nhìn thấy về cái chuyện mà kinh tế ý ở đây nó không có được khá sau khi đại dịch xảy ra giống như những cái hãng tech lớn hãng alibaba họ cũng cắt rất là nhiều người làm trong đó có nhiều người mà à, lớn tuổi thì cũng mất công an việc làm những người trung niên cũng mất công an việc làm và họ nhìn thấy rất là khó khăn để mà chạy đua với những người trẻ. Những người trẻ thì họ làm nhiều mà không có được lương bao nhiêu hết trơn đó, cũng không sao. Cho nên những người già chịu không có nổi. Đây là theo họ nói giống như mà bị ám uh, gì đó khi lên 35 tuổi. À, ở trên Chinese social media trên internet của bên Trung Quốc thì họ đưa ra cái chuyện là những người trên 35 tuổi thì giống như bị ám gì đó. Khi một người mà trên 35 tuổi rồi mà muốn người ta nhận vô trong cái công việc làm, đây là một chuyện rất là khó khăn. Và những hãng xưởng nghĩ là những người đó đó mà trên 35 tuổi thì họ không có chịu làm overtime nhiều, có nghĩa làm thêm giờ đó. Người trẻ thì mới làm. Trở thành rất là tồi tệ về cái chuyện mà trên 35 tuổi không có công ăn việc làm. Cả luôn bên Trung Quốc cũng đưa ra nói về chuyện này. Trên social media cũng đưa ra nói của bên Trung Quốc là đồng ý cái chuyện này xảy ra. Theo của một cái nhà báo, họ đưa ra, họ nói bên Trung Quốc là phải ngừng lại về cái chuyện mà nói là lớn tuổi thì không có nhận công việc, giống như kỳ thị vậy đó. Đây là hai người này đều 60 tuổi. Những người mà khoảng chừng 40 tuổi bên Trung Quốc đó, thì theo vợ chồng này nói là những người 40 tuổi thứ nhất là phải làm sao có tiền để mà giúp đỡ cho cha mẹ mình rồi phải làm sao có tiền nuôi con nữa. Và đây cũng làm cho nó lộn xộn về cái chuyện mà uh, của kinh tế bên đây nữa. À, số người càng thất nghiệp càng nhiều ở bên Trung Quốc, số người đi đăng ký đám cưới thì càng thấp nữa. cả luôn nhà cửa buôn bán đất thì nó cũng xuống rất là thấp. đây là có một số cha mẹ thì họ họ kêu bằng uh, kiếm công việc cho con của mình đó. Uh, À, con của mình trở thành là vua tham à, làm con thôi thì cũng uh, trả tiền đó. Đó là trả tiền cho con của mình kêu bằng pua tham làm con. Có nghĩa là con mình là làm con nguyên ngày. Có nghĩa là con mình là chuyên môn dọn dẹp cái gì cái gì mình trả lương cho nó để cho nó làm việc ở trong nhà. trong lúc này nhiều người họ đang đợi, đợi cho một ngày khá hơn. Và có một số người bên Trung Quốc thì đi cúng, đi cúng để mà hy vọng cho những gì khá của tương lai. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin buổi sáng ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Mọi người xem đây là tiếng nổ rất là lớn đây là cái chỗ mà lính ở bên moscow à, thì có tiếng nổ rất là lớn xảy ra chỗ này rồi sau khi đó là khối nó bay lên rất là cao như vậy đây là nằm bên moscow là bên nước nga đó ở trên online có rất là nhiều những người đã quay được cái cảnh này bỏ lên trên đó cái chỗ này đó là cái chỗ làm vũ khí cho lính chán của bên nga và cả luôn làm vũ khí cho nhiều cái chỗ khác bán cho trên thế giới và nguyên cái khu nhà ở ở đây là những người làm vũ khí lính chán làm cho chính phủ của bên nga đây là nhìn thấy nhà cửa bảy kiến đủ hết mấy ngày hôm qua nổ cháy. Có tổng cộng là 60 người đã bị thương. Ít nhất là có 8 người đang bị mất tích. Có một người mới nhất bị chết trong nhà thương. Theo của nhà chức trách báo cho biết đó là họ làm chất gì đó rồi sau khi đó bị nổ lên ngay chỗ này theo cổ một người mà về hưu về chất nổ nói cho đài NBC news biết có thể là đó là pháo bông cho nên bị nổ nhưng mà cũng có thể là không cái video này chiếu vòng vòng trên online anh à, nhìn thấy có một cái vỏ à, đạn ở ngay chỗ này giống như vỏ đạn của lính. Đây là khi mà cái chuyện bị nổ ở bên nước Nga thì lúc đầu đưa ra là Nga đổi thừa là bên Ukraine làm. Đó là của bên nước Nga đưa ra nói, đó là Ukraine đã làm nổ bên Nga. Bây giờ đó mới coi kỹ lại về cái chuyện mà những cái drone bay lên mà tấn công ở bên nước Nga nổ tùm lum đó đó là nằm ở trong nước Nga bay lên lũi vô trong những cái chỗ mà tòa nhà của bên Nga bị nổ. Cho nên ngay bây giờ chuyện sự thật biết ra là có phải là quen mà làm bắn nổ bên Nga hay không thì cũng không biết rõ. Tại vì đây là toàn là drone nằm trong nước Nga bay lên. Hấu cho mình biết gần hết giờ rồi nha. Here, để đi chiếu sơ cho mọi người xem. Đây là chuyện xảy ra bên Hawaii mới nhất. chắc a look at this. Mọi người đang xem cái video đây. Đó là của đài. Họ bay máy bay lên. Nhìn xuống. Ở cái chỗ bị cháy. Ở bên Hawaii. Có nhiều chỗ bị cháy khác nhau. Nhiều thành phố và khối ở dưới hiện tại thì nó đang bị cháy nhà cửa có chỗ thì nó ngúm ngúm khối mịt mù hết theo chính phủ hồ báo cho biết những cái chỗ mà bị cháy như vậy những người dân không có nên ở lại và cũng không có nên đi tới trong lúc này dọc dài ở biển, mọi người cũng thấy đó là nhà cửa đây bị cháy rất là nhiều. Ngay bây giờ thì họ nói trong lúc này đó vẫn còn ở đây rất là nguy hiểm, mọi người đừng có tới ha. Ok, đó là của đài NBC báo cho chúng ta biết trong lúc này đang xảy ra bên Hawaii vậy nha. Ngay bây giờ tới đây là Andy phải ngừng, ngay bây giờ họ báo cho biết là run out time rồi. Ai viết cái gì đó hỏi đi đọc offline nha. Hồi nãy đáng lẽ là để dành thời gian chút xíu để đọc message cho vui. Nhưng mà ngay bây giờ họ cũng báo cho biết là run out time mà cũng còn nhiều tin tức lắm. Cho nên tới giờ cũng chịu thôi. Anh chị em nào thích xem chương trình của UNV, mong mọi người nhấn like, chia sẻ cho đông đông người xem. Để đài cho thêm nhiều thời gian, báo tin tức cho, cho vui ha. À, có gì tối gặp lại hết nha. Chào cô Hoàng Hồng Lê và Lan Ly Ngọc. Và Nguyễn à, Anna Hồ à, Lợi Trang à, Let nobody else à, Thu Xuân Võ Duyên Ngô à, Henry à, Lợi Trang Isabel Nguyễn à, Hoài Hoàng à, Lan Ly à, Cô Duyên Lucky Trịnh Let's see anybody else, coi đọc được người nào đọc nha À, Duyên Ngô, à, Tăng Khôi, Phen Donna Nguyễn, anh Lưu, Chu Đi Nguyễn, uh, Văn Nguyễn, Bình Huỳnh, uh, Hoàng Nguyễn, um, Thị Tam Đoàn, à, uh, The Real, uh, Duyên Ngô, Canh Pham, uh, Trinh Bùi, Minh Thu Áo, Thi Đào Nguyễn, uh, Lan Ly, à, uh, Chuông uh, Lợi Thuên, uh, Let me see, Tommy Võ, um, Hold on, with we'll chu uh, đi Nguyễn uh, Lucky Trịnh uh, Lan Châu um, uh, cô uh, Nhung USA chào cô Nhung nha chúc cô mình khỏe đó cô Nhung ơi uh, Lan Ly um, Thị Tam đoàn um, Hầu on uh, Vũ uh, 2020 à, uh, Hùng Huỳnh Đoan Trần uh, chào tất cả nhưng nghe bây giờ họ nói cho biết ra nàoo tao là bye bài ạ